tôi là Phạm Hồng Thắng, là chú của cháu Lan, là em ruột của ông Diệm và bà Oanh. Hôm nay gia đình có công việc, cử tôi làm đại diện bên nhà trai. Lời đầu tiên cho tôi kính chào và cảm ơn toàn bên nhà gái đã chân thành và đã tiếp đón đoàn chúng tôi rất thân mật và lồng ấm. Cho tôi xin chào pháo tay. Kính thưa quý cụ, kính thưa quý ông, quý bà, hỏi nhà gái, đoàn hôm nay của nhà trai chúng tôi hôm nay có đại diện là ông Hiền, là chú, là ông của cháu Lan bên Lợi, và ông Sơn là ông ngoại của cháu Lan, là bố của bố chú rể, và cùng có các bác đắc nho, còn bác Đức là các phần trên của bác Nhiệm, và cùng các có cô Tăng là em của anh Nhiệm, còn chú Hoan, chú Hơn và tất cả cô dì chú bác của nhà đã không quản đường xá xa xôi, đã cùng đoàn đến đây để cùng với những lễ vật để dâng lên, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, dâng lên tổ tiên bốn bên giúp đỡ cho các cháu cho trở thành những thành viên gia đình hạnh phúc tương lai. Lời cuối cùng tôi xin chúc các cụ, các ông, các bà và toàn thể cô dì chú bác của hai họ mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, an khang. Cháu mời hai bác sau nhầm lễ. Dạ. Nhà gái đây, bên nhà gái phát biểu. Tôi xin mời cô bên hai họ, hai gia đình, quý khách của hai gia đình, em chị em năm thanh niên bạn bè của hai cháu cùng chầu uống nước rồi cùng tham gia bàn chuyện và công việc của hai cháu và hai gia đình hôm nay. Vâng. Thế để cũng là thêm những sự hiểu biết của đôi bên gia đình và để quan hệ trong những công việc hôm nay, tôi xin trân trọng đến sự hiện diện của gia đình nhà gái tham dự lễ ăn hỏi cho Hằng hôm nay, để cho Hằng tiếp khách ở phía ngoài. Còn bố mẹ cho Hằng là lành có ứng hướng đang ở khách ngoài đây. Thế nên là ông bà nhân mấy đợt này thân sinh nhớ ông bà trước, cháu Hằng gọi là ông bà nội, và con trèo đây cháu ông bà thân sinh ra và là cháu Hằng gọi là